Thưa quý vị, hai đối tượng tấn công dã man nam sinh trước cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Bình đã bị công an tạm giữ để điều tra. Công an huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Phan Hoài Giang Hoàng sinh năm 2004 và Phan Ngọc Khánh sinh năm 2002 cùng ngụ xã Quảng Lưu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hai đối tượng này đã tấn công dã man một nam sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Quảng Phương do có mâu thuẫn từ trước nên sau giờ học hai đối tượng đã lao vào đấm đá Việt Hoàng liên tục khiến nam sinh này gục xuống đường. Các đối tượng còn lấy đá ném thẳng vào người nạn nhân, đạp nam sinh rơi xuống vũng nước bên đường. Rất đông học sinh chứng kiến vụ việc, một số đã vào can ngăn nhưng nạn nhân vẫn bị tấn công dữ dội. Sau khi hành hung nam sinh, hai đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Nam sinh đã được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Bỏ tiền ra mua nước sạch, nhưng nguồn nước mà hơn 300 hộ dân đang sống tại chung cư Vinahub Cửu Long tại địa chỉ 536A Minh Khai đang dùng lại vẩn đục, không đảm bảo vệ sinh. Tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng khiến cho không ít người lo lắng tới sức khỏe bị ảnh hưởng. Dù đã dùng nhiều bình lọc, 3 tuần phải thay một lần, thế nhưng chị Bắc vẫn chưa thể yên tâm dùng nguồn nước được cung cấp. Con bị ngứa lắm, với cả bị mẩn, con kêu hết người. Xong rồi dần dần từ chân xong rồi lên đến mặt thì bị ngứa, xong rồi mẩn rất nhiều nước mà từ trước giờ chưa bị. Cứ làm xong là hai cái tay này này, nó ngứa lắm, là mình toàn phải bôi thuốc ngứa thôi. Bây giờ nhá, hàng ngày đi tắm hay đi đánh răng cũng cảm thấy rất là buồn lôn này, rất là sợ này, cảm giác sợ luôn ấy. Đấy, nói đến mà cảm giác nó nổi hết là da gà lên. Đây là hình ảnh người dân ghi lại, đã được chia sẻ trên group mạng xã hội của cư dân tòa nhà. Ngay lập tức, nhiều người đã phản hồi là mình cũng gặp phải tình trạng tương tự, dù giá nước tính 18.000 đồng một khối. Việc ảnh hưởng tới sức khỏe của cư dân đã không chỉ là lo ngại. Vợ là cũng ngứa mặt này, rồi là hai vợ chồng cũng đau mắt. Ban quản lý cũng ghi nhận tiếp nhận những cái thông tin đấy, nhưng mà họ cũng chỉ hứa thôi chứ còn cũng chưa có khắc phục được cái gì hết cả. Đây là bể chứa nước chung của các hộ dân ở chung cư Villa Hút Cửu Long. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy là vấn đề vệ sinh đã chưa được đảm bảo. Ban quản lý chung cư cũng thừa nhận hệ thống cấp nước tại đây còn chưa đồng bộ. Cái tình trạng nước nó cũng không được đảm bảo ấy. Và phần nguyên nhân cũng là do cái tòa nhà nó chưa có hệ thống lọc tổng. Nếu các bạn đi tìm hiểu thì có thể thấy được tất cả các tòa chung cư mới bây giờ thì họ đều có hệ thống lọc. Đấy, riêng chung cư này thì bên mình chưa triển khai lắp được cái hệ thống lọc tổng đấy. Vấn đề chất lượng nguồn nước thì ai cũng đã nhìn thấy, nhưng trong nhiều tháng đã chưa có cách khắc phục nào được thực hiện. Cho nên hàng trăm hộ dân vẫn cứ đang sống chung với lo lắng. Ngày gần đây tại địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xuất hiện tài liệu hướng dẫn về cách trị nhiều loại bệnh, trong đó có cả việc trị bệnh COVID-19 mà không cần phải khám bệnh hay điều trị theo y học. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với kiểu trị bệnh lạ đời này. Tài liệu được in sao mang tên chia sẻ kinh nghiệm, trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh gút hay mắc bệnh COVID-19. Chỉ cần đọc các dãy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ trên 90 quyển tài liệu với nội dung trên, đồng thời đã phát hiện hai đối tượng đã sao chép và phát tán số tài liệu trên. Theo trình bày ban đầu là do chủ quan phát hiện trên mạng xã hội có video chia sẻ bài viết chữa COVID-19 bằng phương pháp mới mà chưa nhận thức rõ phương pháp trị bệnh trên là phản khoa học nên đã in, sao và phát tán tài liệu. Tại mình không biết, lúc đầu mình không biết, mình nghĩ là đúng, nhưng mà khi đi tìm lực lượng tư vấn cho mình nghe thì mình thấy cái đó là mình sai rồi. Thành ra suy nghĩ sai mà vẫn biết sửa bằng cách nào thì thôi, tốt nhất là mình không có màng tới những cái chuyện là ai gửi gắm mình bất cứ từ cái chuyện gì nhỏ hay lớn gì mình không thể làm nữa. Sau khi được phân tích, hai người phụ nữ có liên quan đến vụ việc đã nhìn nhận sai phạm. Theo ngành y tế, phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các dãy số nhiều lần trong ngày mà không cần phải khám bệnh và điều trị là phản khoa học, mê tín dị đoan. Người dân không nên làm theo phương pháp này. Bệnh COVID thì phải đưa vô điều trị. Đó. Rồi bệnh tiểu đường thì do bệnh nội tiết, chúng ta phải cân bằng nội tiết và các bệnh khác. Thì tôi cũng khuyến cáo bà con là không nên tin và nghe theo và cũng không nên chia sẻ những nội dung thông tin sai sự thật như vậy.
Hiện nay, Công an tỉnh Cà Mau đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn và thu hồi các tài liệu như trên. Bên cạnh đó, người dân cũng phải hết sức cảnh giác với những phương pháp trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng. Không khéo khi tin và làm theo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của bản thân và gia đình. Chiều tối ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ, cư trú tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền theo quy định tại khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an, đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phạm tội mà có. Cũng trong ngày 29 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, có một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, thường xuyên mạo danh là đại tá công an, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân, vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ. Điều đặc biệt, lực lượng công an đã vạch trần nhiều thủ đoạn tinh vi của đối tượng khi xây dựng lòng tin với mục đích đưa các nạn nhân vào bẫy. Mặc quân phục của lực lượng công an, đeo quân hàm đại tá, thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên mạo nhận đang công tác tại Bộ Công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không những vậy, Lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả thể hiện mình có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người. Từ khoảng năm 2018 đến nay, đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc cho đối tượng này cho vay tiền nhưng không thể lấy lại, với tổng số tiền của các bị hại lên tới 20 tỷ đồng. Thế nhưng, khi bị đưa về cơ quan công an, đối tượng này liên tục quanh co chối tội. Không chỉ mạo danh là đại tá công an, đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả 3 cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới 200 tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo. Tôi bảo tôi chỉ thấy nó đẹp thì tôi chụp đi. Tôi cũng lúc đầu tôi chẳng có nghĩ là tôi có mục đích gì mà tôi cũng chẳng làm cái gì nó ấy cả. Chị lấy những cái bộ quân phục công an này ở đâu? Đấy, tôi nhặt ở ngay vườn hoa Hồng Kông Tower ấy. Xong tôi chụp xong rồi tôi bỏ đi. Quân hàm quân hiệu lấy đâu ra? Cùng trong cái túi tôi nhặt được. Tôi cũng chưa nói ai tôi làm công an, tôi chỉ mặc lên như thế thôi chứ tôi cũng chưa, không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an nọ thế kia. Bây giờ nhắn đây rõ ràng đây, chị lại còn cãi gì? Đấy không phải tin của tôi. Tôi cũng chẳng lấy quyển sổ đấy ra để tôi sử dụng vào mục đích, bất kể mục đích gì cả. Nói là không sử dụng vào mục đích gì. Thế nhưng đối tượng này đã mang 3 cuốn sổ tiết kiệm giả cùng những bộ quân phục công an để lừa chị Liễu chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này, chị Liễu mới biết mình bị lừa. Thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hàng ngày là chị ngủ đến 9-10 giờ chị mới dậy. Ngoài ra không đi làm thì em mới nghi. Em nghi thì em âm thầm em điều tra, em vào Facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi ấy, em liên hệ mọi người em hỏi thì em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết. Tinh vi hơn, đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm từ thiện. Sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 người là bị hại của đối tượng này đến công an quận Bắc Từ Liêm trình báo. Trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn, rồi tìm các câu hỏi để né tránh, để tránh việc vi phạm pháp luật. Hiện cơ quan công an đã thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng với 2 chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân. Một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.